Thank you.
Thank you.
Đi đâu rồi không biết. Thank you.
đi đâu về đấy? Xuống dưới này. Con gì chứ? Anh là cây gì vậy? Thay bỏ. Lấy cây để không biết.
cái không gì à? Không. Về ra. Thì đây nhỉ. Ừ, để tạm đấy, để nó dọn cái này. Hết rồi. Đấy, thêm hai cây nữa. Anh ngồi nghỉ đã. Còn nhiều không? Cần em đi hộ không? Còn một cây thôi. Thank you.
Thank you.
cho anh cái vồ ấy. À, để em chặt đã. Đâu nhỉ? Đi. Thank you.
thêm bên này. Thank you.
sợ lỗi. Đây kiểu om anh nhỉ. Đi xem nhà nào có điện gần nhất mình xin kéo nhỉ. Xong rồi mình thấy một ưng lắm lên. Bước đi vào này. Đây xin nhỉ. Kéo để làm gì? Kéo để nhà tôi. À, thì cháu lấy đi, cháu mau ở nhà thắm lấy đi. Chú cắm ở kia nhá, chú đi làm đây. Ờ, vâng.
lần đến đây là có một cái bóng phẹt. Biết cả sáng nha. Hãy được đầu của nó thôi, đầu đây. Rất to nhỉ. Trên này rất to.
kia nó bị thò ra ngoài kìa. Được rồi. Đi nối dây cho anh cắm điện lên nhé. Có cần em đi à?
chưa? Về rồi anh ạ. Sáng. Có thể sáng đâu? Có. Đâu kiện có sáng đâu? Dạ sáng này. Vui ra dạ. Anh làm bún. Món gì đấy? Bún. Cái thôi hôm nay anh lấy. Đây có sắp mưa rồi. Anh em cẩn thận nào. Cái hôn này.
tôi sắp mới mới một. Nhiều lắm. Được 40 tấm rồi. 40 hả? Vâng. 40 nhìn nhá. Anh đi chưa? Nhìn lâu rồi, còn cạn nước hết rồi. Còn đâu khi nào lấy xong? Đi đi rửa chân tay đi. Đi. Không thể còn đen đâu. Còn đang chơi ở trên kia kìa. Nè, còn ngồi trên kia kìa. Anh không đói. Anh ăn đi. Ăn trước nhá. Đun hơi lâu lên làm gì? Xong nha ấy nha. Nó chơi chơi xong nó ngồi im, nó ngắm, biết ngắm cái gì luôn. 4 nhiều đấy, em làm có một nửa lắm rồi. Ăn một bát nó no. Lên. Thành với anh ngon đấy. Cái gà này béo, còn không để mỡ mà người ta đúng mỡ. Mình như mình cũng làm cái chuồng nuôi mấy con gà. Làm xong rồi đó. Làm
bếp. Mấy con chim chưa ngủ, nó kêu nó. Nhiều chim anh nhỉ? Bên này nhiều chim ạ. Anh ăn thêm một bát nữa nhé. Anh no rồi đấy. No chưa? No, tối đã đói. No mà.